các bạn đang nghe truyện toàn cầu cao võ, cày quái thành thần, ta đánh xuyên qua nhân loại cấm khu trên kênh TV Audio CV. Chương 184, nếu có lần sau, đừng có lại tùy hứng. Hình thể lãnh chúa cao cấp cao hơn 20 m ở loại địa hình này, thuần túy chính là tồn tại giống như máy ủi đất. Cho dù là gian hàng, khi đối mặt với lãnh chúa cao cấp cũng phải cẩn thận và cẩn thận. Huống chi là Khương Tri Ngư, so sánh với đó, Khương Tri Ngư cao 1m7, giống như một con kiến hôi. Chỉ là tồn tại một cước liền có thể nghiền nát mà thôi. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Công kích của lãnh chúa cao cấp, dị thú cấp lãnh chúa khác sợ tránh còn không kịp. Mà dị thú cấp thú tướng không có phòng bị, trực tiếp bị một cước dẫm dẹp, tràn diện nhìn có chút khủng bố, nhưng trong hoa nguyên chính là như vậy. Lần này nếu không phải có dị thú cấp thú hoàng đề ép, đàn dị thú khổng lồ như vậy căn bản không có khả năng hội tụ cùng một chỗ, cộng đồng công kích nhân loại về phần trong quá trình dẫm chết mấy con thú tướng ngay cả cảm giác cũng không có cảm giác chấn động trên mặt đất khiến đám người khương tri ngư không khỏi nhìn sang bên đó chỉ là khi thấy rõ con lãnh chúa cao cấp kia đang chạy như điên về phía bọn họ tất cả mọi người đều biến sắc mau tránh ra khương tri ngư quát lạnh một tiếng cả người liền né sang một bên tư thế có chút chật vật mà lúc này khương tri ngư hiển nhiên cũng không có ý định quan tâm hình tượng của mình né tránh đòn chí mạng này mới là mấu chốt nhất không cần khương tri ngư nhắc nhở những người khác cũng đã có hành động tránh né bước chân của con dị thú hình thể to lớn này mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống băng sương bao trùm lên muốn ngăn cản tốc độ của nó nhưng chỉ dẫm mạnh một cái tầng tầng sương hoa bị chấn rơi cùng phong bao phủ tạo nên một vòi rồng xông về phía thân thể khổng lồ kia ven đường cuốn mấy con dị thú cấp bậc cao lên không trung, sau đó trùng điệp ngã trở về mặt đất. Quy lực như thế, tuyệt đối không tính là nhỏ. Nhưng khi vòi rồng đụng phải con lĩnh chủ cao cấp kia, lại chỉ khiến bước chân đối phương tạm hoãn, ngay sau đó đã trực tiếp bị đánh vỡ, Long Quyển gặp phải thứ không cuốn nổi, khí lưu bị một trảo đánh tan, cỏ dưới mặt đất trong một hơi thở đã cao thêm một mét, cuốn quanh về phía cự thú kia, chỉ là cuốn quanh loại trình độ này, không có nửa điểm tác dụng, ngay cả ngăn cản cũng không làm được trên lệch chiến lực căn bản là không có cách nào bù đắp, phân tán chạy trốn. Mắt thấy mình ngăn cản thế công của đối phương không có tác dụng, Vương Cử An thật sự lúng cuốn. Một tiếng trống vang lên, không đợi những người khác kịp phản ứng, cả người đã chạy như điên về một hướng. Cho dù một người phá vòng vây, sau lưng không có đồng đội hỗ trợ công phòng rất dễ rơi vào trong thú triều, nhưng bất luận thế nào, đều tốt hơn bị con lãnh chúa cao cấp này nghiền nát. Mắt thấy công kích của tất cả mọi người đều không có hiệu quả, kết quả đã bày ra trên mặt bàn. Với chiến lực mới vào cấp võ tướng của bọn họ, khó khăn lắm mới đạt được hơn vạn chiến lực, không thể nào ngăn cản được đối phương. Mà liều tốc độ lại không thể liều được. Hình thể lãnh chúa cao cấp tuy lớn, nhưng dưới sự gia trì của lực lượng mạnh mẽ, tốc độ tuyệt đối không tính là chậm, trăm mét cũng chỉ cần 2-3 giây mà thôi. Trên thực tế, khi mọi người cố gắng ngăn cản đối phương không có kết quả, con dị thú hung mảnh này đã giết tới trước mặt mọi người một móng vuốt gấu dơ lên cao, liền vỗ xuống Khương Tri Ngư. Thần hoàng hóa dịch. Đối mặt với móng vuốt gấu cực lớn, Khương Tri Ngư quát lạnh một tiếng, sau lưng hội tụ lực lượng thần hoàng, biến thành một đôi cánh hư ảo. Tốc độ cả người bạo tăng, đồng thời sau khi ngã về phía sau, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, cưỡng ép mang nàng bay khỏi phạm vi công kích của con gấu khổng lồ này. Nhìn như tránh được công kích của cự hùng, nhưng tình huống của mình thì mình biết. Thần hoàng chi lực phóng ra ngoài hóa thành hai cánh, tiêu hao thật lớn. Bản thân nàng đã là trạng thái dầu hết đèn tắt, căn bản không thể duy trì loại trạng thái này trong thời gian dài. Hiện tại chỉ có thể chạy, trong lòng đã có đáp án, bước chân của Khương Tri Ngư chưa từng dừng lại. Nhưng cuối cùng vẫn khinh thường tốc độ của một lãnh chúa cao cấp đang ở trạng thái hưng thịnh đến cùng là nhanh cỡ nào. Cự thú phía sau chạy như điên khiến cho mặt đất chấn động điên cuồng. Súc sinh này dường như đang theo dõi Khương Tri Ngư thế muốn đập chết Khương Tri Ngư đang né tránh công kích của nó. Hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đuổi theo ba người khác. Hoặc là, nó rất rõ ràng, ba người khác cũng căn bản trốn không thoát. Bởi vì còn có lãnh chúa cao cấp khác tồn tại. Quanh! Gấu lớn lại vỗ một chưởng xuống. Khương Tri Ngư vốn định mượn cây cối thưa thớt để né tránh, nhưng đại thụ rễ cây đâm sâu vào trong đất, ngay cả ngăn cản đối phương cũng không làm được, trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy, mảnh gỗ văng khắp nơi mà khương tri ngư trốn ở bên cạnh thân tây cũng bị một trảo này ảnh hưởng đến lực lượng tinh khủng trút xuống trên người khương tri ngư vốn dĩ ngân giáp đã bị nghiền nát có vết rách giờ phút này lại hoàn toàn vỡ vụn dưới một trảo này từng mảnh vụn giống như gai nhọn khương tri ngư kêu lên một tiếng đau đớn cả người bay ngược ra nặng nề ngã xuống đất mà phía trên áo lót bông trắng tinh phía dưới áo giáp từng vết máu giống như hoa mai màu đỏ khuếch tán ra khí huyết cuồn cuộn nhiều vết thương truyền đến đau đớn như xé rách. Hương Tri Ngư ngay cả hô hấp cũng không thể làm được. Bởi vì một mụn máu tươi tràn lên cổ họng của nàng. Ách! Lông mày nhíu lại, muốn nói gì đó thế nhưng máu tươi đã tắt nghẽn, khiến nàng không nói nên lời. Gấu lớn một kích đắc thủ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, mắt thấy có dị thú khác muốn nhào tới, chính là gầm lên giận dữ. Dị thú khác sợ tới mức chỉ dám vây xem, lại không có một con nào dám đi đụng vào đầu con gấu lớn này thân thể cao lớn chậm rãi đi tới khẽ cúi đầu nhìn khương tri ngư nằm trên mặt đất đã không còn sức phản kháng lại rít cào một tiếng con gấu to lớn gần ngay trước mắt nhưng khương tri ngư đã không còn sợ hãi nữa có chỉ có không nở nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua vết thương của nàng đang chảy máu mà một kích kia của gấu lớn Đánh nát cũng không chỉ là áo giáp trên người nàng. Cho dù bị thân cây cao ngăn cản, lực lượng có chút suy yếu, nhưng vẫn vượt ra khỏi giới hạn cao nhất mà nàng có thể chịu đựng. Nội tạng vỡ tan, hiệu quả mang đến chính là ý thức Khương Tri Ngư dần dần mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, nàng giống như thấy được gian hàng. Nhìn thấy nam sinh ngồi đọc sách bên cửa sổ, được ánh mặt trời chiếu đến khi gặp lần đầu tiên. Lại nhìn thấy nam sinh vì mình đến kỳ kinh nguyệt, vội vàng đứng lên muốn báo cáo với giáo viên. Rõ ràng là một chuyện khiến Khương Tri Ngư rất quẩn bách, nhưng lúc đó Khương Tri Ngư lại chỉ cảm thấy lúc đó gian hàng thật sự rất cuốn. Sau đó, mỗi lần đến đoạn thời gian đó, gian hàng đều sẽ bỏ vào trong túi áo một mảnh chuẩn bị cho nàng. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục đến khi thiên phú thức tỉnh. Khi nàng bị kiểm tra ra huyết mạch thần hoàng cấp S, trong mắt gian hàng lóe lên một đạo mất mát, cùng với cố ý xa lánh. Khương Tri Ngư biết Giang Hàng đang suy nghĩ gì. Nàng không muốn tạo áp lực quá lớn cho Giang Hàng. Nàng muốn sau khi tiến vào thủy một, có thể tranh thủ được càng nhiều tài nguyên, để cho Giang Hàng sẽ không bởi vì thiên phú cấp C mà tự ti. Nàng đem cơ hội vốn nên dùng để đổi cho mình một thanh vũ khí đỉnh cấp, hoặc là đồ phòng ngự đỉnh cấp, cho Giang Hàng, đổi lấy một quyển cửu trọng lôi đao. Hơn hai tháng. Không ngờ. Hơn hai tháng trước gặp mặt, sẽ là lần cuối cùng nàng và gian hàng gặp mặt. Nếu có lần sau, cũng đừng tùy hứng nữa. Khương Tri Ngư nhìn hình ảnh dần dần hư ảo trước mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ý thức dần dần tiêu tán, cuối cùng Khương Tri Ngư vẫn không thể bình tĩnh được nữa. Thể lực và năng lượng bị rút cạn, cộng thêm trọng thương, khiến cho nàng lâm vào hôn mê. Chỉ là trước khi hoàn toàn hôn mê, nàng mơ hồ nhìn thấy một tia sét màu đen, cắt qua bầu trời, bổ vào con gấu lớn trước người nàng, quanh sấm sét màu đen từ trên trời giáng xuống như nuốt chửng ánh sáng xung quanh giữa đất trời chỉ có tia sấm sét đầy tức giận này lôi đình tráng kiện như thùng nước lấy thế không cách nào ngăn trở hung hăng đánh vào đỉnh đầu con cự hùng này da lông khi đối mặt với võ giả nhân loại khác không thể bị công phá vào lúc này bị lôi đình dễ dàng phá vỡ thế đi không hề yếu bớt chút nào chỉ một thoáng con gấu khổng lồ cao mấy chục mét thể trọng vượt trăm tấn, đầu lâu cực lớn trực tiếp nổ tung, máu tươi trộn lẫn chất lỏng màu trắng, lan đến phạm vi vài trăm mét. Vốn là móng vuốt gấu dơ lên cao, dừng lại ở nơi đó, sau đó thân thể cao lớn thẳng tắp ngã về phía sau, lãnh chúa cao cấp, bị một tia sét kia nháy mắt giết chết, tiếng nổ ầm ầm đánh thức một đám dị thú, kéo bọn nó ra khỏi trạng thái thất thần. Dị thú cấp lĩnh chủ cảm nhận được uy thế trong sấm sét kia, trong lòng hoảng sợ, đã bắt đầu sinh ra thoái ý nhưng những dị thú cấp thú tướng khác cũng mặc kệ những thứ này bọn chúng chưa khai linh trí chỉ biết là sau khi không còn gấu lớn liền không có dị thú hạn chế bọn chúng nữa bọn chúng có thể thoải mái ăn sau một thời gian ngắn đình trệ dị thú cấp thú tướng như thủy triều điên cùng vọt tới muốn ăn hết khương tri ngư da miệng thịt mềm trước sau đó lại ăn con gấu lớn đã chết này chỉ là còn chưa đợi bọn chúng tới gần khương tri ngư đâu trên bầu trời lại có một lùng sấm sét đánh ra. Chỉ là lần này tính công kích lôi đình cũng không tính mạnh. Sau khi đáp xuống bên cạnh Khương Tri Ngư, liền giống như một mạng nhện, khuếch tán ra, một mực lan tràn đến đường kính chừng 50m mới dừng lại. Mà trong phạm vi 50m lấy Khương Tri Ngư làm trung tâm, tất cả dị thú dẫm lên lưới sét đều bị lôi đình hành hạ đến chết trong nháy mắt, sấm sét mạnh mẽ đến lãnh chúa cao cấp cũng không chịu nổi, đám thú tướng không biết sống chết này, làm sao có thể chống đỡ được chỉ là lôi đình cực kỳ tàn bạo đối với dị thú lúc tiếp xúc với khương tri ngư lại giống như biến thành nguyên tố thân thiết nhất thế gian nhẹ nhàng nâng nàng lên lại không có bất kỳ hành động thương tổn khương tri ngư tất cả dị thú đều không dám có chút động tỉnh nào nhìn khương tri ngư bị lưới sét nâng lên thấp giọng gào thét nhưng vào lúc này một bóng người màu đen xuất hiện từ chân trời cấp tốc lướt tới khoảng cách vài trăm mét chỉ dùng vài giây chỉ là sau khi bay tới gần bóng người màu đen nhìn Khương Tri Ngư bị lưới sét nâng lên, lại tựa như có chút không thể tin được. Nhìn Khương Tri Ngư cả người nhún máu, thân thể hơi run rẩy Áo giáp trên người chậm rãi rút đi, lộ ra bộ dáng của bản thân Giang Hàng. Chỉ là Giang Hàng bình thường bất luận như thế nào cũng một mặt lạnh nhạt, giờ phút này lại lộ ra vẻ sợ hãi. Tay phải mang theo vài phần do dự, sợ hãi, đưa về phía mặt Khương Tri Ngư. Mà trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Tri Ngư, giờ phút này dính không ít vết máu. Cầm vào tay ấm áp, nhưng Giang Hàng lại không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh ba động nào. Năng lực thiên phú sinh mệnh này giao phó cho Giang Hàng, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Khương Tri Ngư đã chết, không? Tri Ngư ngươi không thể chết. Giang Hàng hoảng hồn, từ trong không gian hệ thống lấy ra một đống lớn dược tề. Cầm một bình dược tề lên định cho Khương Tri Ngư uống. Nhưng giờ phút này Khương Tri Ngư thực quản bế tắc, Bất kể Giang Hàng cố gắng thế nào, cũng không thể cho nàng uống dược tề. Ngoan, nghe lời. Uống thuốc đi, uống thuốc là được rồi. Giang Hàng không biết là, đối mặt với Khương Tri Ngư đã không còn bất kỳ sinh cơ nào, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nức nở. Bình thường cho dù bị thương nhiều hơn nữa, dù bị dị thú đẳng cấp cao đánh trọng thương hôn mê, Giang Hàng cũng chưa từng có trạng thái khống chế không nổi cảm xúc. Nhưng giờ phút này, hắn ngay cả thanh âm cũng không khống chế được rõ ràng hắn đã dốc hết toàn lực chạy về phía bên này rõ ràng hắn đã giúp khương tri ngư giải quyết con gấu lớn có uy hiếp nhất vì sao còn có thể như vậy vì sao hắn vẫn chậm một bước gian hàng cố gắng hai lần nhưng đối mặt với khương tri ngư đã chết hắn không có bất kỳ biện pháp nào một cơn lửa giận vô cớ bốc lên chính hắn cũng không cảm giác được giờ phút này ánh mắt của hắn đang trở nên lạnh lùng mà theo thân thể khương tri ngư dần dần trở nên lạnh lẽo trở nên cứng ngắc trong đầu Giang Hàng chỉ còn lại một ý niệm. Báo thù, hắn muốn báo thù, đầu sỏ khiến Khương Tri Ngư chết chính là những dị thú đáng chết này, từ đám thú tướng cấp thấp này, lại đến con hắc long vương bốn cánh kia, mỗi một con đều trốn không thoát trách nhiệm, Giang Hàng lấy vòng tay trên cổ tay xuống, đeo lên cổ tay Khương Tri Ngư. Tâm tư vừa động, khống chế dụng cụ phòng ngự triển khai, hoàn toàn bao trùm Khương Tri Ngư. Lại từ trên đồ phòng ngự lan tràn vương ra hai đạo, xúc tu. Hương Tri Ngư được bảo vệ bằng đồ phòng ngự cổng lên. Tri Ngư, ngươi ngủ trước đi, đợi ta báo thù giúp ngươi xong, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một nơi yên tĩnh. Giang Hàng hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt mang theo ôn nhu. Mà ngay sau đó, trong ánh mắt Giang Hàng liền tràn đầy lãnh ý năng lượng bột phát. Năng lượng bột phát, chiến lực tăng lên. Ánh mắt quét về phía từng con dị thú đang nhìn hắn trên mặt đất, khí thế quanh người Giang Hàng nhanh chóng tăng lên, cùng lúc đó, một quả cầu sét hoàn toàn đen kịt hội tụ trong lòng bàn tay. Năng lượng bộc phát hoàn thành, chiến lực trước mắt của ký chủ, 28.532. Trước khi còn chưa có hứa nhiên gia trì, gian hàng ngưng tụ lôi cầu, liền có thể dễ dàng miễu sát dị thú cấp thú tướng, thậm chí cấp lãnh chúa, mà giờ phút này, gian hàng dưới sự gia trì của hứa nhiên và năng lượng bộc phát, chiến lực tăng vọt. Hạt Lôi Đình có thể ngưng tụ cũng nhiều hơn mấy lần, ở dưới trạng thái gian hàng nổi giận, Hạt Lôi Đình vốn cực kỳ cuồng bạo, giờ phút này cũng giống như cảm giác được xung động muốn hủy diệt hết thảy của gian hàng điên cuồng hướng về phía trong tay gian hàng hội tụ chỉ trong chớp mắt lôi cầu ngưng tụ đã vượt qua giới hạn cao nhất mà gian hàng có thể khống chế lúc trước nhưng lôi đình vẫn đang hội tụ đàn dị thú trên mặt đất nhìn lôi cầu đen kịt trong tay gian hàng đã nhận ra khí tức tử vong nồng đậm trong lôi cầu bản năng của súc sinh khiến chúng nó vô thức muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng gian hàng làm sao có thể cho chúng nó cơ hội này hắn muốn báo thù cho khương tri ngư muốn dùng máu tươi của dị thú để cọ rửa khương tri ngư đã chết lôi cầu bị hắn đập xuống lôi đình rõ ràng đã vượt qua số lượng mà đại đa số dị thú chịu đựng được từ trong lôi cầu nở rộ ra sau một khắc lại co rút trở về giống như là từ bên trong quả cầu sét sụp đổ tất cả dường như đều trở về bình tĩnh vào giờ khắc này nhưng bình tĩnh chỉ là vì phóng thích bạo tạc kinh khủng hơn lôi cầu cấp vũ hầu vào giờ khắc này hoàn toàn nở rộ ra. Quanh! Mặt đất điên cuồng chấn động. Sấm sét như thủy triều, quét về bốn phương tám hướng, khi tiếp xúc với thân thể dị thú, trở nên càng thêm tráng kiện. Giang hàng chỉ một kích, liền đem tất cả dị thú trong bán kính bốn phía 500 m biến thành đất khô cằn. Mà trong số những dị thú hóa thành đất khô cằn, còn bao gồm cả mấy con lãnh chúa cao cấp chưa kịp rời đi, thân thể cháy đen khổng lồ, còn duy trì tư thái khi còn sống, sinh cơ cũng đã bị lôi đình triệt để chôn vùi, mà trên chiến trường cách nơi đây mấy cây số, cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Một đám mây hình nấm có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay lên, chấn động chiến đấu đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người chú ý, bao gồm cả Dương Huyển lúc này đang chiến đấu với tứ dực Hắc Long Vương. Động tĩnh đối với hắn mà nói cũng không tính là lớn, nhưng động tĩnh kia là chỉ có võ hầu có thể đánh ra. Hơn nữa tư thế, chỉ sợ là người nháo ra động tĩnh này, cho dù ở trong võ hầu, cũng là tồn tại có chiến lực tuyệt đối không kém hơn nữa còn là võ hầu nắm giữ thiên phú sát thương phạm vi lớn võ hầu có thực lực mạnh mẽ gia nhập đội ngũ phe mình cuối cùng cũng là một chuyện tốt vào lúc này tất cả mọi người sẽ không cảm thấy chiến lực bên mình đủ chỉ là sau khi thấy rõ động tỉnh nơi đó dương huyễn chân mày hơi nhíu lại sao trong đám mây hình nấm này còn có cảm giác sơ sát tiêu điều như sấm sét nếu là bình thường dương huyễn như thế nào cũng phải bay qua nhìn một cái làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng giờ phút này dương huyễn không có tinh lực phân thần đi xem bởi vì tứ dực hắc long vương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này dương huyễn cùng bản vương chiến đấu còn dám phân tâm ngươi thật sự cho rằng thực lực của ngươi rất mạnh sao tứ dực hắc long vương nói tiếng người nhìn dương huyễn phân thần không khỏi hừ lạnh một tiếng cảm giác mình bị dương huyễn khinh thị đồng thời động tác dưới trảo không chậm long trảo phủ kính vẫy đen hướng về phía dương huyễn một trảo kiềm chế mà đi thân là dị thú thân thể chính là vũ khí mạnh nhất của chúng móng vuốt của tứ dực hắc long vương đủ để nhẹ nhàng phá vỡ phòng ngự của dị thú cấp thú hoàng nếu là phòng ngự bình thường cũng không ngăn được một trảo của nó bởi vì tốc độ cực nhanh thậm chí mang theo vài phần âm bạo dương huyễn chỉ cảm thấy mình giống như bị tứ dực hắc long vương kiềm chế ngay tại chỗ không khí bốn phía ngưng kết giống như thực thể mà đáp lại một trảo này của tứ dực hắc long vương lại là một tiếng hừ lạnh của dương huyễn trường thương trong tay rung động theo âm thanh không gió mà bay chỗ đầu thương hồng anh giờ phút này càng điên cuồng đông đưa dùng thương của ta làm phá thiên chi phong lấy thân ta làm trụ chống trời lấy thần của ta là sóng ngập trời vô song mở hết ra dương huyễn trong miệng chợt quát một tiếng quanh thân khí thế bốc lên chiến ý tràn đầy toàn thân, tản mạn khắp nơi, tựa như biến thành thực thể, xua tan mây đen bốn phía. Mà cả người Dương Huyễn đắm chìm trong kim quang, nắm chặt trường thương, đâm về phía tứ dực Hắc Long Vương, Dương Huyễn bình thường vẫn chưa thể hiện ra thiên phú của mình, trừ một ít người cùng cấp với hắn, hoặc là người có quan hệ cực tốt với hắn, hiếm có ai biết được thiên phú của hắn là cái gì. Một là không cần thiết, dị thú bình thường gặp phải, cho dù hắn không có thiên phú, cũng đủ để nhẹ nhõm giải quyết hai là thiên phú của hắn không giống như những người khác, có thể tùy ý phóng thích, mà cần phải phát động. Lúc này đối mặt với tứ dực hắc long vương đồng cấp, thậm chí thực lực còn hơn một chút so với hắn, Dương Huyễn rốt cuộc đã xuất toàn lực. Thiên phú cấp SS, tên là Vô Song, Vô Song tổng cộng có 7 tầng, chiến ý càng mạnh, Vô Song tầng số càng cao, đối với chiến lực bản thân gia trì cũng càng cao, đối mặt tứ dực hắc long vương, Dương Huyễn không muốn lui, cũng không thể lui, phía sau hắn là lão sư thủy một, học sinh thủy một có thiên phú nhất trong năm nay nếu hắn lui chờ đợi những người này chính là bị tứ dực hắc long vương dẫn đầu một đám thú vương bá chủ điên cùng tàn sát cho nên dương huyễn bây giờ chỉ có một lựa chọn đó chính là chiến dựa vào trường thương trong tay vô song đánh lui hắc long vương bốn cánh cũng chính bởi vì vậy đối mặt với một trảo của tứ dực hắc long vương dương huyễn chẳng những không lui về phía sau ngược lại dương trường thương lên vọt ngược trở về mây đen trên bầu trời lại tụ lại lần nữa che khuất tầm mắt của mọi người tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu cụ thể nhưng chỉ dựa vào chiến đấu thỉnh thoảng đánh xuyên tầng mây dư âm chiến đấu tiết ra ngoài liền đủ để tưởng tượng dương huyễn cùng tứ dực hắc long vương chiến đấu đến cùng là kịch liệt bao nhiêu cấp độ kia thực sự quá cao tất cả mọi người không xen tay vào được chỉ có thể cầu nguyện dương huyễn có thể áp chế được tứ dực hắc long vương mà dưới mây đen là chiến trường của dị thú cấp thú vương bá chủ nếu như nói chiến lực của dương huyễn cùng tứ dực hắc long vương còn ngang hàng vậy chiến lực trung tầng liền hoàn toàn mất đi cân bằng. Tứ dực hắc long vương mang theo năm con dị thú cấp thú vương tới. Tùy tiện một con dị thú cấp thú vương cũng đủ để giấy lên thú triều cấp phong thành. Mà bây giờ, nơi này có khoảng năm con dị thú cấp thú vương. Nhân loại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ phương diện này. Trong đội ngũ lão sư của Thủy Một có ba vị lão sư đặc cấp, đều là thực lực cấp chiến thần, có thể ngạnh kháng được ba con dị thú cấp thú vương. Nhưng hai con thú vương còn lại chỉ có thể giao cho người khác chống đỡ. Thực lực của Lý Trọng Dương vốn đã sắp đến gần cực hạn của võ hầu, giờ phút này dưới sự gia trì của Hứa Nhiên, đến lúc đó miễn cưỡng có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc chiến thần, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Võ hầu và đại võ tướng có bản chất khác biệt, chênh lệch giữa chiến thần và võ hầu cũng không phải một Hứa Nhiên là có thể bù đắp được. Lý Trọng Dương tuy rằng bị đánh liên tục bại lui, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được về phần một con thú vương khác thì giao cho lý miễu cùng vương kim hổ lý miễu chủ công vương kim hổ chủ phòng kim thân vốn như tường đồng vách sắt trước mặt gian hàng giờ phút này dưới móng vuốt của thú vương mỗi lần bị đập trúng kim quan sẽ ảm đạm đi vài phần vương kim hổ cũng không đếm được trong mấy phút ngắn ngủi này hắn rốt cuộc đã chống đỡ bao nhiêu lần công kích lúc này khóe miệng mang theo máu tươi chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn nhưng cũng chỉ có thể đưa tay lau sau đó cứng rắn chống đỡ bọn họ không thể lui nếu bọn họ lui tồn tại cấp thú vương gia nhập vào chiến trường của các vũ hầu còn lại chính là đồ sát tuyệt đối dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể như vương kim hổ có được năng lực phòng ngự vô địch đồng cấp công kích của lý miễu không phá nổi phòng ngự của thú vương hai người hợp lực cũng chỉ có thể gượng chống dây dưa về phần chiến trường cấp vũ hầu lần này đặc huấn thủy một đã đưa ra biện pháp bảo hộ quy cách siêu cao. Ba vị lão sư đặc cấp, cộng thêm 17 vị lão sư bình thường. Đội hình này, toàn bộ Lan Thị cũng không nhất định có thể lấy ra được. Nhưng giờ phút này, lại bị thủ hạ của tứ dực Hắc Long Vương đè lên đánh. Dù sao, chiến trường nơi này, dị thú cấp bá chủ, có tận 50 con, 17 đấu 50, nếu không phải mọi người phối hợp với nhau, thì đã sớm bị dị thú vây kín tiêu diệt rồi nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chiến đấu giữa võ giả thiên triều và dị thú võ giả nhân loại vĩnh viễn bị số lượng nghiền ép đây cũng là nguyên nhân vì sao lấy võ vi tôn nếu không chống cự được bước chân của dị thú vậy văn minh nhân loại có phồn hoa hơn nữa cuối cùng vẫn phải đốt sạch các giáo viên ngay cả tự vệ cũng cực kỳ miễn cưỡng tự nhiên không ra tay cứu trợ những học sinh chạy tứ tán lại bị đàn dị thú bao vây chặn đường nhìn học sinh có chiến lực khoảng một vạn, đối mặt với số lượng dị thú giống như vô cùng vô tận, ngay cả chạy trốn cũng không làm được. huống chi trong đó còn có lãnh chúa cao cấp tồn tại. Tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn học sinh mình mang ra, trụ cột tương lai vững vàng của nhân loại, giờ phút này còn đang ở trạng thái nảy sinh, bị dị thú ngược sát mà bất lực, súc sinh. Có một vị lão sư thực sự chịu không nổi loại học sinh này chết thảm ở trước mặt mình, mà chính mình lại chỉ có thể nhìn hắn bị dị thú chi ăn dày vò, sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đều bốc cháy lên. Cấm thuật Nhiên mệnh Cấm thuật sở dĩ là cấm thuật. Chính vì thứ này bị phía chính phủ cấm. Nhiên mệnh thứ này huyền diệu khó giải thích. Ban đầu còn không gọi cái tên này, lúc môn võ kỹ này được sáng tạo ra, tên là tiềm năng bộc phát. Nhưng sau này có vũ hầu dùng nhiều, sinh mệnh lực nhanh chóng suy yếu, Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra cái gọi là tiềm năng bộc phát, thật ra là hiệu quả tiêu hao sinh mệnh đạt tới. Cho nên môn võ kỹ này liền bị phía chính phủ nghiêm lệnh cấm chỉ. Bất kỳ một vị vũ hầu cấp nào, đều là bảo bối tuyệt đối. Mỗi một người tổn thất, đều là một phần tổn thất to lớn. Quốc gia không muốn nhìn thấy vũ hầu thiêu đốt sinh mệnh, gia tốc tử vong, cho nên nghiêm cấm tất cả mọi người lại sử dụng cùng học tập, truyền thụ môn vũ kỹ này nhưng điểm kỳ quái là ở chỗ. Rõ ràng là cấm thuật, nhưng gần như tất cả võ hầu đều biết thứ này. Đây là chuyện mà vũ hầu, bao gồm cả các võ giả từ vũ hầu trở lên đều ngầm hiểu lẫn nhau. Bất kỳ sự vật nào tồn tại, đều có lý do tồn tại của nó. Ví dụ như giờ phút này. Chiến lực do thiêu đốt sinh mệnh mang đến tăng cường, là mạnh mẽ, hữu hiệu. Vị lão sư này vốn chỉ có chiến lực hơn 20 vạn, dưới sự gia trì thiêu đốt sinh mệnh Chiến lực trong nháy mắt tăng vọt gần 10 vạn, tăng lên không chỉ là lực lượng, nhanh nhẹn. Còn có gia trì đối với thiên phú, vốn dĩ hắn đang bị con dị thú cấp bá chủ trước mắt này đè lên đánh, nhưng giờ phút này lại có thể đánh ngược lại đối phương. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chênh lệch thực lực vẫn còn đó. Không phải thi triển cấm thuật là có thể bù đắp được. Hoặc là nói, không phải một mình hắn thi triển cấm thuật có thể bù đắp. Trong loại quy mô chiến đấu này, tác dụng mà một người có thể tạo ra chung quy có hạn. Vì vậy, lão Vương, ngươi điên rồi. Thiêu đốt sinh mệnh, ngươi không muốn sống nữa sao? Một vị thầy giáo thủy một khác thấy đồng nghiệp của mình lựa chọn hy sinh bản thân trong tuyệt cảnh này để phá vỡ sự cân bằng này, vừa vội vừa giận. Nhưng đáp lại hắn, lại là một lần tấn công mãnh liệt của dị thú cấp bá chủ. Thân là lão sư, lại trơ mắt nhìn học sinh của mình chết thảm dưới móng vuốt của dị thú mà bất lực. Ta thẹn với tiếng gọi lão sư của các học sinh. Ta không có bản lĩnh không cứu được bọn họ, nhưng ta có thể liều mạng. Nếu muốn giết học sinh của ta, vậy trước tiên bước qua người ta. Lời nói của Vương lão sư truyền khắp chiến trường xung quanh, tất cả mọi người đều ngẩn ra, giống như đang suy nghĩ tính khả thi của lời nói này của thầy Vương. Nhưng một hơi sau, võ hầu khuyên bảo thầy Vương kia liền cất tiếng cười phá lên. Người nói không sai thân là lão sư, bảo hộ học sinh là điều chúng ta nhất định phải làm. Đám súc sinh này muốn động thủ với học sinh, vậy thì liều mạng với bọn họ. Để đám súc sinh này nhìn xem huyết tính của võ giả thiên triều. Cấm thuật. Nhiên mệnh. Lại là một vị lão sư lựa chọn thiêu đốt tuổi thọ. Hai người các ngươi liều như vậy sao? Vậy không bằng dẫn ta theo một người. Nhiên mệnh. Liên tục hai người đốt mạng, muốn liều ra một con đường máu, những người còn lại cũng không xoắn suýt chấp niệm trong lòng nữa. Một thân báo quốc dù chết vạn lần, hai bên tóc mai hướng người không còn xanh. Nhớ lấy chỗ thuyền cập bến giang hồ, nằm nghe tiếng nhạn non lạc hàng. Thiêu mệnh. Người nói lời này là một vị võ hầu tóc mai trắng bệch. Tận mắt chứng kiến tai biến phát sinh, ngoài ý muốn thức tỉnh thiên phú, liền ở trong thủy một dạy học mấy chục năm. Những võ hầu khác còn đang ở độ tuổi thanh niên trai tráng, chỉ cần chiến đấu kết thúc nhanh, dù thiêu đốt tuổi thọ cũng còn không ít năm tháng để sống. Nhưng mà một vị lão ông hai bên tóc mai trắng bệch, giờ phút này lựa chọn thiêu đốt tuổi thọ, chính là đã làm tốt dự định muốn hy sinh thân thể, lâm lão. Ông lão lựa chọn nghi mệnh, cực kỳ trực tiếp kích thích tất cả lão sư thủy một bao gồm dương huyễn chiến đấu trong mây đen trên không trung. Nhiều người liên tục thi triển cấm thuật, toàn bộ thiên địa đều mang theo vài phần thê lương. Trường thương trong tay đâm liên tục, hóa giải thế công của tứ dực hắc long vương cả người không khỏi bay ngược về phía sau mấy chục mét thực lực của tứ dực hắc long vương rất mạnh cho dù là trong số những tồn tại cấp thú hoàng cũng thuộc về nhóm cường giả kia thể chất của nhân loại cuối cùng vẫn không thể so sánh với súc sinh chỉ là sau khi bức lui dương huyễn tứ dực hắc long vương cũng không liên tục công kích ngược lại nó hứng thú cúi đầu một đôi mắt rồng to lớn nhìn xuống nhìn cách các lão sư thủy một thiêu đốt tuổi thọ muốn phá vỡ vòng vây không khỏi cười nhạo một tiếng một đám kiến hôi thiêu đốt tuổi thọ thì như thế nào dương huyễn nhân loại các ngươi có phải đều không biết tự lượng sức mình như vậy hay không vũ hầu thiêu đốt tuổi thọ thì đã sao không uy hiếp được tứ dực hắc long vương đây là khoảng cách về thực lực không biết tự lượng sức mình dương huyễn nghe được lời này của tứ dực hắc long vương hai mắt hơi nhắm lại không. Bọn họ chính là bởi vì biết thực lực của mình không đủ, mới có thể như vậy. Nguyên nhân trong đó, ngươi một súc sinh, sao có thể hiểu được? Ồ, trong mắt tứ dực hắc Long Vương mang theo vài phần trêu tức, vì cứu những người khác mà hy sinh tính mạng của mình. Ta thật sự không thể nào hiểu được. Người không vì mình trời tru đất diệt. Thà để ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta là nhân loại thiên triều các ngươi nói đúng không thực lực dị thú đến cấp lĩnh chủ liền mở ra linh trí mà đẳng cấp càng cao linh trí mở ra càng nhiều đến cấp bậc thú hoàng linh trí đã không khác gì nhân loại lời này đúng là chúng ta đã nói dương huyễn cũng không phủ nhận có thể nói ra lời này lại bày ra tư thái này cho ai nhìn tứ dực hắc long vương không hề che giấu sự khinh bỉ trong mắt chỉ là đáp lại nó lại là ngọn lửa quanh thân dương huyễn bốc lên, giống như các lão sư vừa mới thiêu đốt tuổi thọ. Ngươi đã nghe nói người không vì mình trời tru đất diệt. Vậy ngươi có nghe qua cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi hay không? Ngươi đã nghe nói qua thà để ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta. Vậy ngươi có từng nghe nói cuộc đời ai không chết, lưu lấy lòng son chiếu trời xanh? Thiên triều không thiếu người lợi mình, nhưng càng nhiều hơn, là người mang trái tim yêu nước quốc gia này, dân tộc này, vĩnh viễn sẽ có người chống đỡ sống lưng dân tộc. Khác với đại hòa quốc các ngươi diệt vong về bản chất. Ngươi mang theo một đám dị thú, muốn tàn sát tương lai của thiên triều, sẽ có người nói cho ngươi biết. Cái gì gọi là, kẻ xâm phạm thiên triều ta, mặc dù xa tất tru. Cấm thuật. Nhiên mệnh. Giọng nói của Dương Huyễn vang vọng khắp bầu trời, trong mây đen, một thân ảnh toàn thân hỏa diễm chậm rãi hiện lên, Xu tan mây đen bốn phía. Trường thương trong tay chỉ về phía xa. Ngay sau đó, thân ảnh dương huyển biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã đến đỉnh đầu tứ dực hắc Long Vương. Một thương mang theo thiêu đốt sinh mệnh gia trì của dương huyển, ngang dọc mà ra, trên trường thương hỏa diễm sáng rực, mang theo lực lượng có thể thiêu đốt linh hồn. Xưa có na tra nháo biển, tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. Thiên triều xưa nay đều không phải là một quốc gia nhẫn nhục chịu đựng hôm nay liền lấy mệnh dương huyễn ta. Lột da rồng. Rút gân rồng. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy bóng người màu vàng ống ẩn nấp trong mây đen kia. Thỉnh thoảng có máu tươi như mưa rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất thành một mảng đỏ tươi. Dưới mây, trên mặt đất. Từng vị võ hầu toàn thân bốc cháy lửa điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh của mình, để đổi lấy lực lượng có thể đánh chết dị thú cấp bá chủ. Chỉ là cân bằng với dị thú, cũng không có bởi vì phe nhân loại thiêu đốt sinh mệnh, liền có thể đánh vỡ. Thiêu đốt sinh mệnh, chỉ là đem cục diện miễn cưỡng duy trì trước đó, để về bình đẳng tạm thời mà thôi. Được tứ dực hắc long vương bày mưu đặt kế. Một đám dị thú cấp bá chủ căn bản không có ý định thả mọi người rời đi. Bởi vì bọn chúng rất rõ ràng. Nếu như bọn chúng nhiều bá chủ như vậy cũng không thể ngăn cản những nhân loại này, vậy chờ sau khi trận chiến này kết thúc, bọn chúng phải đối mặt với lửa giận của tứ dực hắc long vương so sánh với đám nhân loại này liều mạng thiêu đốt sinh mệnh ngược lại bọn chúng có vẻ không quan trọng dù sao chỉ cần ngăn chặn là được chuyện còn lại tự có dị thú cấp lĩnh chủ đi hoàn thành rào thanh âm đau đớn của tứ dực hắc long vương từ trên không trung truyền ra đám dị thú cấp lĩnh chủ trên mặt đất kia càng liều mạng hơn đàn dị thú phủ kính mặt đất giống như thủy triều Dũng mãnh lao về phía từng cái, vòng tròn kia. Mà từng cái, vòng tròn kia là kết quả mà các học sinh thủy một miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng theo đàn thú vô tới, mỗi một vòng tròn đều bị ép thu nhỏ lại. Nếu chiếu theo tình huống này, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ bị tách ra hoàn toàn, sau đó bị đàn dị thú bao phủ. Không được, nếu như chậm chạp không đột phá được vòng vây, các học sinh không chống đỡ được bao lâu. Nhìn tình hình chiến đấu phía dưới, một vị lão sư nhịn không được cấp giọng nói, những tiểu đội khác đâu. Không phải phát tín hiệu cầu cứu sao? Vì sao đến bây giờ còn không có những người khác tới cứu viện? Khoảng cách quá xa. Những tiểu đội võ hầu khác muốn chạy tới, ít nhất còn cần 10 phút. Nơi này xem như là chỗ sâu trong hoa nguyên, mà toàn bộ hoa nguyên lớn như vậy, tiểu đội võ hầu cấp phân ra, thật giống như dòng sông hòa nhập vào biển rộng. Nếu không phải có vệ tinh có thể miễn cưỡng bảo đảm thư từ qua lại, chỉ sợ tiểu đội khác ngay cả tin tức cũng không tiếp được. Nhưng dù vậy, lộ trình mấy trăm km, dưới tình huống tiểu đội khác không có tăng phút tốc độ, muốn chạy tới, cần thời gian thật sự quá lâu. 10 phút Các học sinh làm sao có thể chống đỡ qua 10 phút? Chỉ sợ là một phút cũng không chịu đựng được. Trong bầy thú trên mặt đất, có rất nhiều dị thú cấp lĩnh chủ, trong đó không thiếu lãnh chúa cao cấp bất kỳ một con dị thú cấp lĩnh chủ nào chỉ cần sách ra, đều đủ để tạo thành xung kích tuyệt đối đối với tiểu đội học sinh. Huống chi bây giờ là mấy con, thậm chí mười mấy con dị thú cấp lĩnh chủ cùng nhau công kích, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn từng vòng tròn bị tách ra, sinh tử của học sinh chưa rõ, toàn bộ người của tiểu đội huyển diện đều không chịu nổi. Lý Trọng Dương nhịn không được trước hết, liền muốn sử dụng cấm thuật nhiên mệnh, nhưng lại bị hứa nhiên ngăn lại. Người thiêu đốt sinh mệnh vô dụng, không phá được thế công của thú vương, ngược lại sẽ làm tổn thương bản nguyên của ngươi. ngươi lập tức phải đi thông đạo dị không gian. lúc này bị thương bản nguyên, về sau nguy hiểm quá lớn. không bằng để cho ta tới là được rồi. trên mặt hứa nhiên mang theo nụ cười như thường ngày, chỉ là lần này trong nụ cười mang theo vài phần thấy chết không sờn. giống như thầy của thủy một, toàn bộ người của tiểu đội huyễn diện đều không thể để học sinh bị dị thú tàn sát như vậy ngay cả dương huyễn cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh liều mạng với tứ dực hắc long vương bọn họ làm sao có thể chỉ nhìn xuông bọn họ cũng từng yếu cũng từng được người bảo vệ phía sau giờ phút này bọn họ có thực lực che chở cho các hậu bối sao có thể lùi bước lửa mới chỉ có đời đời tương thủ mới có thể truyền thừa vạn thế cấm thuật nhiên mệnh lấy mệnh của ta tăng phúc toàn bộ mở ra trên người hứa nhiên cũng dấy lên ngọn lửa nhưng phóng ra ánh sáng màu xanh lục nồng đậm đến cực hạn. Ánh sáng rơi vào trên thân tất cả mọi người, tẩm bổ thân thể của bọn hắn, đồng thời toàn phương vị tăng cường thuộc tính của bọn hắn, tăng phúc trước đó của hứa nhiên chỉ cho 6 người của tiểu đội huyển diện. Đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng sau khi thiêu đốt tuổi thọ, số lượng đối tượng có thể tăng lên đột ngột, tính mạng thiêu đốt cộng thêm hứa nhiên tăng lên như không cần mạng. Trực tiếp đẩy khí thế của tất cả mọi người lên đỉnh, sự cân bằng vốn còn duy trì vào giờ phút này đã bị phá vỡ. Đối mặt với sự phản công liều mạng của võ hầu nhân loại, 50 con dị thú cấp bá chủ, lúc này lại bị mười mấy võ hầu nhân loại đánh lui về phía sau. Không có gì khác, cứng rắn sợ không muốn sống. Võ hầu nhân loại ngay cả mạng cũng không cần, cứng rắn chống đỡ công tiếp của dị thú cũng muốn đổi lấy một đao chém đối phương. Dưới tình huống này, đám dị thú cấp bá chủ đã mở linh trí sao có thể không lùi cho dù để bọn họ đột phá vòng vây thì như thế nào nhưng mệnh chi pháp quả quyết không có khả năng lâu dài thực lực đột phá đến cấp bậc võ hầu tuổi thọ mặc dù bởi vì tế bào cường hóa có chỗ kéo dài nhưng cũng sẽ không dài quá nhiều dưới loại trạng thái này dị thú cấp bá chủ thậm chí không cần liều mạng với bọn họ chỉ cần tiêu hao là được đợi đến khi dầu hết đèn tắt lại đi phản công cũng là như vậy thật vất vả mới có võ hầu đột phá vòng vây của dị thú tiến đến giúp các học sinh giải vây lại nghe thấy trong tầng mây có tiếng gầm giận dữ, lôi cử. Ngươi còn muốn nhìn sao? Giọng nói này là của tứ dực hắc Long Vương. Mà ngay sau khi tiếng nổ truyền ra, mây đen hội tụ, một tia chớp từ trong mây đen bắn ra, cuộc về phía Dương Huyển đang chiến đấu với tứ dực hắc Long Vương. Dương Huyển cảm nhận được, trường thương trong tay không chút do dự quét ngang ra, va chạm với lôi đình. Mũi thương lộ ra mũi nhọn, đánh cho lôi đình tráng kiện đều vỡ vụn nhìn như không có ảnh hưởng gì đối với Dương Huyễn, lại làm cho hắn nhíu mày. Bởi vì trong tầm mắt, lại có một con cự long từ trong mây đen thò đầu ra. Mà con cự long này có chỗ khác biệt với tứ dực hắc long vương. Hình thể nhỏ hơn không ít, toàn thân vẫy rồng màu lam bạc, sinh ra bốn trảo, đỉnh đầu một đôi sừng rồng. Mà một đoàn lôi đình màu lam bạc giữa hai sừng rồng lại lần nữa hội tụ. Lôi lân long. Dương huyển nhìn về phía người tới, trong miệng không khỏi lẩm bẩm một câu. Súc sinh này cùng mảnh đất ngập nước kia, lưu cho con lôi lân long của gian hàng kia thuộc cùng một chủng loại. Nhưng mà trước mắt này, thực lực rõ ràng mạnh hơn không ít. Lôi lân khắp cả người, kích thích hạt lôi đình trong mây đen bốn phía dẫn dắt hai sừng trên đỉnh đầu hắn. Lại là một con dị thú cấp thú vương, thế cục mà các võ giả nhân loại vất vả lắm mới lật ngược tình thế lại bị ép trở về. Một con lôi lân long cấp thú vương, đủ để hoàn toàn áp đảo cán cân, còn tưởng rằng hắc long thúc ngươi mạnh bao nhiêu dám tiếp nhiệm vụ của cha ta làm sao tùy tiện một võ giả nhân loại lại bị đánh thành cái dạng này cuối cùng vẫn là muốn chất nhi ta xuất thủ lôi lân long nhìn về phía tứ dực hắc long vương trong ánh mắt không có nửa điểm tôn trọng ngược lại mở miệng trào phúng tứ dực hắc long vương bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì viện binh của nhân loại sắp tới rồi mau giải quyết trận chiến này nếu nhiệm vụ thất bại ta và ngươi trở về đều phải bị xử phạt. Lời của tứ vực Hắc Long Vương vẫn có tác dụng. Con Lôi Lân Long này thu hồi ánh mắt vốn có, ngược lại nhìn về phía một đám võ hầu đang liều mạng với dị thú cấp bá chủ phía dưới. Con kiến mà thôi, nghiền chết là được. Lôi Cầu hội tụ ở hai sừng sau khi dứt lời bị đánh ra ngoài, mục tiêu chính là những võ hầu lâm vào tử chiến kia, phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ chiến trường. Tồn tại cấp thú vương đều là chiến lực đỉnh tim tuyệt đối vốn dĩ nhân loại đối phó với năm con cấp thú vương cũng đã là đi trên dây thép rồi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ thua sạch nhưng bây giờ lại có một con dị thú cấp thú vương gia nhập chiến trường dây thép liền gãy mất mọi người đi được một nửa thì dây thép bị đứt lui không được tiến không được tất cả mọi người chỉ có thể nhìn dây thép đứt gãy sau đó cùng nhau rơi vào vực sâu lôi cầu rơi vào giữa đám người sau đó ầm ầm nổ tung Quả cầu xét mạnh mẽ khi đối mặt võ giả cấp võ hầu, tạo thành hiệu quả có thể nói là cấp hủy diệt, võ hầu thực lực hơi kém một chút, trực tiếp bị lôi đình này đánh bay. Một ngụm máu tươi phun ra, dĩ nhiên không còn sức để chiến đấu với cường độ cao như vậy nữa. Mặc dù đối mặt với dị thú cấp lĩnh chủ tự bảo vệ mình không lo, nhưng so với chiến đấu trên không trung, đã thành phế nhân. Chỉ một kích, liền phế sáu bảy vị võ hầu. Đây chính là chỗ kinh khủng của dị thú cấp thú vương sao? một đạo lôi cầu này, đánh tan không chỉ là đội hình của Vũ Hầu, còn có lòng tin tất cả mọi người liều chết đánh cược một lần. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cho dù liều mạng với lôi lân long này, cũng không có khả năng xoay chuyển thế cục. Dương huyển trong mây đen trên không trung thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Có lòng muốn rút tay đi giải quyết lôi lân long kia, nhưng lại bị tứ dực hắc long vương gắt cao cuốn lấy, có phòng ngự của diệu ảnh long lân khải, lại thêm nhi mệnh và hứa nhiên tăng phúc, dương huyễn có thể miễn cưỡng áp chế tứ dực hắc long vương nhưng cũng chỉ thế mà thôi hắn có thể đi giải quyết lôi lân long tứ dực hắc long vương tự nhiên cũng có thể đi giải quyết ba vị lão sư cấp đặc biệt kia tất cả mọi người rút lui biết rõ đã không còn đường sống dương huyễn vẫn nổi giận gầm lên một tiếng có thể chạy ra bao nhiêu thì tính bấy nhiêu một đám chiến thần dưới mặt đất võ hầu nghe được lời này của dương huyễn trong lòng liền biết nên làm như thế nào lão lâm các ngươi mang theo học sinh rút lui, ta giúp các ngươi ngăn chặn địch nhân." Vị lão sư thiêu đốt sinh mệnh thứ nhất mở miệng. Chỉ là so với lúc chưa thiêu đốt sinh mệnh, giờ phút này hốc mắt hắn hãm sâu, cả người nhìn cực kỳ sa sút tinh thần. Thân là võ hầu, lẽ ra bất cứ lúc nào cũng ở trạng thái tinh thần sung mãn. Nhưng giờ phút này, đủ loại biểu hiện, không một cái nào không lộ ra, hắn đã đến mức dầu hết đèn tắt. Ngay cả ngọn lửa trên người cũng ảm đạm đi vài phần sinh mệnh tóm lại có phần cuối biết mình cho dù rời đi cũng đã thương tổn đến bản nguyên không có bao nhiêu thời gian có thể sống còn không bằng hy sinh ở đây còn có thể tranh thủ thời gian cho đồng nghiệp học sinh của mình không sai chúng ta đã thiêu đốt sinh mệnh tổn thương bản nguyên các ngươi nhanh chóng mang theo học sinh rời đi lại một vị lão sư bốc cháy hỏa diễm đứng dậy nhất định phải có người ngăn chặn đàn dị thú nếu không tất cả mọi người chạy không thoát bọn họ nói ra lời này, chính là đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, mà những lão sư được an bài mang theo học sinh rời đi kia, giờ phút này trong lòng mang theo xoắn xuýt, cuối cùng vẫn quyết định trước đưa học sinh rời khỏi khu vực này. Chỉ là, lôi lân long bay ở trên không trung làm sao có thể nhìn bọn họ cứ như vậy rời đi, muốn chạy. Bản vương còn chưa cho phép các ngươi rời đi đâu. Tất cả ở lại đây đi. Mặc dù hình thể không bằng tứ dực hắc long vương, nhưng bất luận nói thế nào cũng là tồn tại vượt qua trăm mét thân thể dài nhỏ trên không trung mấy tia sét đánh xuống dứt khoát trực tiếp vẽ ra một cái lao tù lôi đình bao quát tất cả vũ hầu vào trong lôi đình lĩnh vực có lão sư kinh hô một tiếng đây là thiên phú thần thông của lôi lân long nếu như thực lực không đủ thì ngay cả tư cách đánh vỡ lôi đình lĩnh vực cũng không có đối mặt với dự định muốn bỏ tốt bảo vệ xe của đám võ hầu lôi lân long chỉ một chiêu đã phá vỡ ảo tưởng của tất cả mọi người đối phương đang định tiêu diệt toàn bộ bọn họ một bầu không khí tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mọi người hy vọng đã không còn dương huyển bị kéo lại đối phương có thêm một con dị thú cấp thú vương chẳng khác gì là vẽ lên kết thúc cho tất cả mọi người trừ phi bên võ hầu có thể đứng ra một người nữa có thể ứng đối với dị thú cấp thú vương dù chỉ là kéo dài thời gian kéo dài đến khi trợ giúp cũng còn có một chút hy vọng sống nhưng tất cả mọi người đều đã gần như dầu hết đèn tắt, không thể có người đứng ra nữa, các học sinh phía dưới còn đang bị đàn dị thú điên cuồng vồ giết, bọn họ đồng dạng không kiên trì nổi. Chỉ cần thời gian 1 2 phút, những thiên tài tương lai sẽ trưởng thành là trụ cột vững vàng của nhân loại, sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Hết thảy đều giống như đã kết thúc, nhưng lại giống như chưa kết thúc. Ngay khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng, một đạo lôi đình đen kịch từ phương xa quét ngang mà đến, đánh vào mây đen, năng lượng mạnh mẽ bắn ra, biến mất trong mây đen. Dường như có thứ gì đó bị dẫn động. Trong mây đen bắt đầu có tiếng sấm vang lên. Mưa phùn lất phất rơi xuống, nhưng trong khoảnh khắc, liền hóa thành mưa to. Tiếng sấm điếc tai, ngay lúc đó, tia sét thứ nhất bổ ra, quanh. Sấm sét đen kịch tựa như tử thần triệu hoáng, trực tiếp rơi vào trong bầy thú mặt đất bị nổ tung bụi đất văng khắp nơi, hơn 10 con dị thú bị lôi đình hất bay kia, trong nháy mắt tiếp xúc với lôi đình, đã bị kết thúc sinh mệnh, mà theo sau đạo lôi đình thứ nhất rơi xuống, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, giữa thiên địa tựa như nổ tung. Mây đen dựng dục lôi đình, phá hủy tất cả sinh vật trên mặt đất. Tia sét thứ bảy thứ tám đánh xuống. Tất cả mọi người đều bị biến hóa đột ngột này hấp dẫn lực chú ý, nhất là khi nhìn thấy mục tiêu công kích của lôi đình kia, đều là dị thú, Sắc mặt của võ hầu nhân loại đều vui vẻ. Trợ giúp đến rồi. Không nên chứ, trợ giúp nhanh nhất không phải còn cần một đoạn thời gian sao? Vậy lôi đình kia là sao? Không biết, nhưng tóm lại đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Sấm sét càng ngày càng dày đặc, dày đặc đến mức đồng thời có mấy tia sét đánh xuống, mà mỗi một tia sét đều sẽ thu gặt đi sinh mệnh của hơn 10 con dị thú, mà lôi đình này dường như là có linh trí, phương hướng công kích vĩnh viễn đều là nơi dị thú dày đặc nhất cũng chưa bao giờ đi công kích dị thú cấp lĩnh chủ trở lên. Chỉ trong thời gian hơn 10 giây ngắn ngủi đã thu hoạch được hơn 300 sinh mệnh của dị thú, trong đó không thiếu dị thú cấp lĩnh chủ. Lôi cử Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mây đen, tứ dực hắc Long Vương không khỏi gào thét chất vấn. Biến cố bất thình lình, tuy rằng không đến mức làm rối loạn bố trí của bọn chúng, nhưng mà tùy ý để tiếp tục như vậy, ai cũng không thể bảo đảm đến cùng sẽ như thế nào. Hơn nữa, Tốc độ thu hoạch sinh mệnh dị thú này, thực sự quá nhanh, Lôi Cử cũng không đáp lại tứ dực Hắc Long Vương, cảm thụ năng lượng ẩn chứa trong từng đạo Lôi Đình đen kịch kia, trong đôi mắt trồng lại mang theo vài phần mừng rỡ. Lôi Đình này, đi chính là con đường phá hư cực hạn. Nếu ta có thể nuốt được Lôi chủng của đối phương, Lôi Lân có thể lột xác. Đến lúc đó, chưa chắc không có cơ hội trùng kích thú đế. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tia sét đầu tiên đánh tới mà một đạo hắc ảnh đang cấp tốc lướt tới bên này phía sau dường như còn cổng một người là ai trong lòng mọi người đều nổi lên một cái nghi vấn các lão sư thủy một liếc nhìn nhau tất cả mọi người đều không nhận ra bóng người màu đen này ngược lại là đám người tiểu đội huyễn diện khi nhìn thấy một đạo lôi đình màu đen kia đã biết tất cả gian hàng mau rời khỏi nơi này trong số mấy người chỉ có hứa nhiên là không trực tiếp nên địch giờ phút này thấy gian hàng bay về phía bên này, không khỏi gấp giọng nhắc nhở. Nhưng gian hàng lại không có dừng lại chút nào. Tay phải cầm lâm uyên nâng lên, một lùng sấm sét màu đen lan lên thân đao, sau đó đột nhiên đẩy xuống. Quanh! 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 Lại mấy tia sét đánh xuống, đập vào trong bầy dị thú. Sấm sét mạnh mẽ trong phút chốc có thể mang đi sinh mệnh của mười mấy con dị thú mà theo thân hình gian hàng xẹt qua đỉnh đầu dị thú lôi đình sau lưng tựa như đang truy tìm bước chân của gian hàng không chút dừng lại mà đáp xuống khoảng cách vài trăm mét xẹt qua trong thời gian thật ngắn này gian hàng lại thu hoạch trên trăm sinh mệnh dị thú trong đầu không ngừng hiện lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thu hoạch được độ thuần thục kinh nghiệm và thiên phú nhưng gian hàng tựa như căn bản không có nghe được trong ánh mắt chỉ có chết lặng cùng lạnh lùng lần này hắn giết dị thú không phải vì thăng cấp mà là vì báo thù cho khương tri ngư tất cả dị thú ở đây đều đáng chết lão sư thủy một nghe thấy hứa nhiên gọi tên gian hàng trong lòng không khỏi vui vẻ vào lúc này bọn họ sẽ chỉ cảm thấy thực lực bên mình không đủ bất kỳ một vị võ hầu nào gia nhập đều là một lần tăng cường đối với trận doanh bên mình nhất là thủ đoạn công sát như gian hàng ở trong cấp võ hầu cũng tuyệt đối không tính là kém mà con lôi lân long kia nhìn lôi đình màu đen mà gian hàng dẫn động trong mắt lại càng vui mừng hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía đàn dị thú cấp bá chủ ở phía sau hai người các ngươi đi bắt tiểu tử này trở về nhớ kỹ ta muốn sống hai đầu dị thú bá chủ bị nói điểm đến không chút do dự hai cánh sau lưng chấn động liền bay vút về phía gian hàng gian hàng không biết hắn đã bị con lôi lân long cấp thú vương kia theo dõi giờ phút này hắn chỉ đang làm những chuyện mà hắn cho rằng là nên làm thân thể vốn dĩ bay cao rơi vào trong vòng tròn hình thành từ phòng ngự của một học sinh ở gần hắn nhất năm học sinh nhìn thấy gian hàng rơi xuống, trong mắt đều vui vẻ. Bọn họ thấy rõ thực lực của gian hàng, tự nhiên biết rõ gian hàng có thực lực giải cứu bọn họ. Mặc dù không biết tại sao gian hàng lại có một người ở phía sau, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự kích động của bọn họ lúc này. Tiền bối Một học sinh muốn bắt chuyện, lại nghe được gian hàng mở miệng. Bắt lấy cơ hội cút đi. Trong lúc gian hàng nói chuyện, một đoàn lôi cầu màu đen từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên sáng lên, lôi đình lan tràn đến toàn thân hắn. Ngay sau đó, lôi cầu trong tay bị hắn đập mạnh xuống mặt đất. Quanh! Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hơn 10 đạo lôi đình tráng kiện lấy gian hàng làm trung tâm, từ mặt đất lan tràn ra bốn phía, quét sạch tất cả dị thú trên đường ngăn cản lôi đình tiến lên. Trong bụi đất đầy trời, hơn trăm con dị thú thậm chí còn chưa kịp keo trên lần cuối đã trực tiếp bị sấm sét phá hủy tất cả sinh cơ, chỉ là một kích, Giang Hàng liền đem tất cả dị thú chung quanh trong vòng trăm mét quét sạch, lưu lại, chỉ có bùng lầy bị dơ lên, cùng với thịt dị thú bị nướng cháy khét. Mưa to vẫn còn tiếp tục, nhưng mà đồ sát mới. Chỉ là vừa mới bắt đầu, Lâm Uyên quét ngang, Giang Hàng không dừng lại chút nào, bước ra một bước, tué lên một vệt bọc nước, cả người cũng đã đến bên ngoài mấy chục mét. Cửu trọng lôi đao. Lâm Uyên vạch ra, lôi đình cuốn theo tựa như vô tận, nhẹ nhõm xẹt qua cổ một con lĩnh chủ cao cấp, nhưng thế đao không giảm sau khi cắt đứt cổ lãnh chúa cao cấp hắn ta dứt khoát vung hết sức lực còn lại lại kéo theo một tia sét cuộc về phía đám dị thú phía sau lôi đình tự có chỉ dẫn mỗi một phần lực đạo đều không có lãng phí giờ phút này gian hàng thật giống như một vị tu la tất cả những dị thú bị hắn đụng phải đều không ngoại lệ đều phải tán thân dưới lưỡi đao của lâm uyên một đám võ hầu đứng ở trên không ánh mắt nhìn tới gian hàng như không có gì xung phong liều chết trong bầy thú công kích lôi đình chưa từng ngừng lại. Từ cứu tiểu đội học sinh đầu tiên đến tiểu đội thứ hai, chỉ dùng thời gian mười mấy giây, lại một quả cầu sét đập ra. Lại là một màn công kích có phạm vi, lôi đình cấp vũ hầu, khi đối mặt với đám dị thú cấp thấp này hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác ngưng lại nào. Nhất là dưới tình huống loại dị thú này khắp nơi, còn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn, gian hàng giống như thật biến thành sát thần. Thật mạnh. Một vị lão sư cấp võ hầu nhìn gian hàng đấu pháp cuồng bạo như thế, không khỏi cảm thán một câu. Tâm lý của các giáo viên khác không khác hắn là mấy. Thực lực mạnh mẽ như thế, thức tỉnh vẫn là lôi đình công phạt đỉnh cấp, chỉ cần gian hàng không bị quấy rầy, cho hắn thời gian nhất định, một mình hắn có thể cứu ra tất cả học sinh, chỉ tiếc trời không toại lòng người. Hai con dị thú cấp bá chủ đang nhanh chóng tiếp cận gian hàng. Quanh! Trên bầu trời lại là mấy đạo lôi đình nện xuống, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào trên người mấy lãnh chúa cao cấp ngăn ở trước người gian hàng thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ của lãnh chúa cao cấp cũng không chịu nổi một kích tiện tay này của gian hàng thân thể ầm ầm rơi xuống đất chỉ là ngay khi gian hàng định tiếp tục xung phong liều chết thôi diễn của hắn đã cảnh báo một cách điên cuồng trong đầu hiện lên một vài hình ảnh để gian hàng không kịp suy nghĩ cả người đã biến mất ngay tại chỗ cửu trọng lôi đao cung cấp tăng phúc kết xù khiến cho sự nhanh nhẹn của gian hàng trong nháy mắt tăng lên mấy lần mà tàn ảnh hắn lưu lại tại chỗ ngay sau đó liền bị hai đạo năng lượng công kích xé nát công kích mạnh mẽ trực tiếp quanh tiếp mặt đất tạo ra một cái hố to loại công kích cấp bậc này nếu như gian hàng không kịp thời né tránh chỉ sợ là không chết cũng phải trọng thương dưới màn mưa hai đầu dị thú hình hổ cấp bá chủ thân hình cao lớn chậm rãi đi về phía gian hàng một đầu trong đó là vân dực kim văn hổ chỉ là so với trước đó gian hàng ngay cả một kích cũng không đỡ được mà nói giờ phút này vân dực kim văn hổ cấp bá chủ đã không cho gian hàng áp lực gì cuối cùng cũng dẫn tới công kích của dị thú cấp bá chủ sao gian hàng nỉ non nói nhỏ một tiếng sau đó hơi nghiêng đầu trong giọng nói lại tràn đầy ôn nhu tri ngư đừng sợ rất nhanh sẽ khỏi thôi lại quay đầu hai mắt gian hàng đã trở nên đen kịch, bên trong giống như có lôi đình đang tự do trong tầm mắt, khắp bầu trời đều là hạt lôi đình. Sau khi chiến lực tăng vọt đến võ hầu cấp, gian hàng mơ hồ có thể hiểu được Vương Kim Hổ nói, hạt giống nguyên tố rốt cuộc là thứ gì? Lấy bản thân làm dẫn, hội tụ lôi đình. Vào giờ phút này, mây đen giống như càng thêm dày nặng. Trong lúc điện quang lóe lên, một đạo lôi đình ẩn chứa uy năng cực hạn, thuận theo dọc mưa phá vỡ bầu trời. Mà Lâm Uyên trong tay gian hàng hơi buông xuống, lại dần dần hóa thành một đạo tàn ảnh, bị nước mưa xuyên thủng. Sấm sét dựng dục rất lâu trên bầu trời ầm ầm rơi xuống. Mây đen dày đặc, thời tiết mưa dầm thường đi kèm theo đó là lôi điện. Giang hàng không biết làm sao chế tạo mây đen, nhưng không hề nghi ngờ, mây đen kéo dài gần trăm dặm này, mang đến cho hắn tiện lợi cực lớn. Ít nhất khi ngưng tụ lôi đình, so sánh với tình huống tinh không vạn dặm, phải tiết kiệm sức lực rất nhiều, tạo nên lôi đình, quy lực cũng phải tăng cao vài phần hai con dị thú cấp bá chủ có chiến lực cũng không tính là rất cao, ít nhất không có vượt qua gian hàng. Mà dưới loại tình huống này, gian hàng có thiên phú nhiều hơn, đủ để xưng một câu vô địch cùng dai, so với tốc độ của gian hàng, tốc độ lôi đình rơi xuống hiển nhiên nhanh hơn. Nhanh đến mức cho dù là dị thú cấp bá chủ cũng không kịp phản ứng. Quanh! Âm thanh chưa tới, ánh sáng đã tới trước. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, lôi đình đã đánh vào trên người vân dực kim văn hổ nhưng cũng không đánh trúng chỗ yếu hại trên thân thể. Dị thú cấp bá chủ, chiến lực mấy chục vạn, tóm lại là có cảm giác nhất định đối với nguy cơ. Hiểm lại càng hiểm mà tránh được chỗ hiểm. Nhưng mà kết quả cũng không tốt hơn chỗ nào. Lôi đình trực tiếp xuyên thủng một cái cánh của vân dực kim văn hổ, cậy ra một mảnh huyết vụ, còn chưa khuếch tán, đã bị lôi đình đốt trọi vết thương. Mà ngay sau đó, Lâm Uyên trong tay gian hàng cũng đã đến. Chết! tiếng trống giận dữ vang lên nên đón vân dực kim văn hổ hình thể khổng lồ lâm uyên từ dưới lên bổ ra hai bên chỉ tiếp xúc trong chớp mắt mà thôi nhưng thường thường chiến đấu chính là kết quả phân ra trong chớp mắt này lôi đình phế đi một cánh của vân dực kim văn hổ công kích của gian hàng lại nhanh hoàn toàn phong tỏa phương hướng vân dực kim văn hổ tránh né nếu như nó né tránh hơi xảy ra một chút sai lầm lôi đình bổ xuống cũng không chỉ là cánh hơn nữa tất cả đều là kết quả của việc thôi diễn. Trong nháy mắt động thủ, gian hàng cũng đã liệt kê ra tất cả phương thức công kích của đối phương. Tự nhiên cũng bao gồm phương pháp công sát. Giờ phút này gian hàng cũng không phải là võ tướng chiến lực khó khăn lắm hơn 4 vạn một tháng trước đó. Mà là võ hầu, hội tâm nhất kích. Cửu trọng lôi đao. Lâm Uyên trong tay gian hàng liên tiếp vẽ ra mấy đạo tàn ảnh, mà mỗi một đạo tàn ảnh đều có thể lưu lại một vết máu sâu có thể thấy được xương ở trên người vân dực kim văn hổ rào vân dực kim văn hổ bị đau miệng hổ không khỏi mở lớn phẫn nộ rít gào một tiếng nâng hổ trảo lên chính là một kích hổ trảo mang theo lực lượng vạn quân nếu bị nó đánh trúng chỉ sợ không bị trọng thương khí huyết cũng sẽ hỗn loạn một trận nếu như chỉ có một mình gian hàng gánh liền gánh vân dực kim văn hổ vỗ hắn một trảo gian hàng có thể trả nó bị thương nặng hơn nhưng lúc này gian hàng không phải một người sau lưng hắn còn có khương tri ngư cho dù lúc này khương tri ngư đã chết gian hàng cũng không muốn khương tri ngư lại chịu một chút tổn thương nào nữa vừa rút lui một quả cầu sét đã ném ra sấm sét nổ tung ở miệng vết thương của vân dực kim văn hổ mang theo từng khối huyết nhục bị nghiền thành mảnh vụn nhưng lôi đình cũng không tản ra theo tay trái gian hàng vừa chuyển mấy đạo lôi đình vốn khuếch tán ra cũng bị đánh trở về. Đem hình thể to lớn vân dực kim văn hổ một mực giữ chặt trên mặt đất. Từ lúc Giang Hàng giao thủ với vân dực kim văn hổ chẳng qua chỉ 2-3 giây mà thôi. Mà giờ phút này Giang Hàng tạm thời từ bỏ công kích, mọi người mới nhìn rõ ràng, va chạm chỉ là chuyện trong nháy mắt, Giang Hàng cũng đã tạm thời phế đi một đầu dị thú cấp bá chủ, người này rốt cuộc là ai? Vì sao trước kia ta chưa từng thấy qua? Chỉ là va chạm đơn giản, liền kiềm chế một đầu vân dực kim văn hổ, dù là thực lực vân dực kim văn hổ này chỉ là sơ cấp bá chủ, nhưng đây cũng quá bất hợp lý đi. Người này ít nhất có thực lực võ hầu trung cấp. Thành viên mới của tiểu đội huyển diện. Các lão sư thủy một trao đổi thần niệm với nhau, trong lòng mỗi người đều mang theo ý mừng rỡ nồng đậm. Hai con dị thú cấp bá chủ vây quét, bọn họ vốn cho rằng gian hàng sẽ lâm vào một hồi tử chiến, nhưng chưa từng nghĩ tới, gian hàng sẽ mang đến cho bọn họ kinh hỷ lớn như vậy. Một đợt kéo dài này, dù không nhiều lắm, cũng đủ để phấn chấn quân tâm, mà người kinh ngạc nhất, không thể nghi ngờ chính là hứa nhiên. Trước khi tới cứu viện, hắn mới cùng Giang Hàng đánh xong. Hắn rất xác định, thực lực của Giang Hàng cũng không đạt tới võ hầu cấp. Đồng thời hắn còn xác định, mặc dù mình thiêu đốt sinh mệnh để tăng lên hiệu quả tăng phúc, nhưng tăng phúc chỉ là số người mà thôi. Cho dù Giang Hàng có được hắn tăng phúc, thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng tăng lên tới cấp độ này, nhiều nhất là võ hầu sơ cấp mà thôi. Nhưng sự thật bày ra trước mặt hắn. Vô luận là gian hàng dẫn động lôi đình, hay là hắn đối mặt vân dực kim văn hổ dứt khoát lưu loát. Đều không phải là võ hầu sơ cấp có thể làm được. Trên người gian hàng tuyệt đối có bí mật gì đó, là bọn họ không biết. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là, dù chỉ trải qua một tháng đặc huấn ngắn ngủi, gian hàng cũng có tư cách giúp bọn họ, nghĩ đến đây, Hứa nhiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mây đen có một bóng người xuyên thấu qua mây đen tản ra ánh sáng. Nếu đội trưởng biết, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Chú ý tới gian hàng mạnh mẽ như thế, cũng không chỉ có một mình hứa nhiên. Vương Kim Hổ tuy bị đánh hộc máu, nhưng sau khi nhìn thấy gian hàng cường thế như vậy, đưa tay lau vết máu bên miệng. Hảo tiểu tử. Không hổ là Vương Kim Hổ ta tay cầm tay dạy dỗ. Lý Miệu ở bên cạnh giơ tay lên, một đạo vòi rồng đón đỡ công tiếp của con thú vương kia. đừng ở đó cảm thán, còn có thể được hay không? không được, liền đổi ta. nghe lý miễu đặt câu hỏi, vương kim hổ nhếch miệng cười, trên hàm răng vốn trắng noãn giờ đây tràn đầy vết máu. đàn ông cũng không thể nói mình không được, nhất là trong trường hợp này. tiếp tục, lần này ta phải nghiêm túc, không thể bị tiểu gia hỏa kia hạ thấp. vương kim hổ nổi giận gầm lên một tiếng kim quang quanh thân lần nữa đại phóng, mà phía dưới kim quang, lại là hỏa diễm dần dần dấy lên, cái gì mà không nghiêm túc, đều là lý do mà thôi. Chẳng qua trong lòng Vương Kim Hổ biết rõ, với lực phòng ngự của Lý Miễu, căn bản không thể chống đỡ được công kích của dị thú cấp thú vương. Mà Lý Miễu muốn gánh, chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh. Nhưng làm như vậy không khỏi cũng quá thua thiệt. Dù sao lấy thiên phú của hắn, đời này đại khái đều không đột phá được võ hầu, chẳng bằng để hắn thiêu đốt sinh mệnh, gian hàng xuất hiện, cho tất cả mọi người một nguồn động lực lớn. Tâm tính vốn tuyệt vọng, giờ phút này bị chiếu xạ vào một vòng quang mang. gian hàng cũng không biết hắn ở trong lúc vô hình ảnh hưởng đến những người khác. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có hai con dị thú cấp bá chủ kia, quả hồng phải chọn quả mềm để bóp. Giờ phút này vân dực kim văn hổ bị thương, lại bị lôi võng giữ chặt tại chỗ, tự nhiên thành mục tiêu thứ nhất của gian hàng, trước tiên làm thịt một con rồi nói tiếp, trên bầu trời, lại có mấy đạo lôi đình rơi xuống. Mà cả người gian hàng, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh lôi đình, lướt về phía vân dực kim văn hổ trọng thương, còn không quên thu gặt đi sinh mệnh của hơn 10 đầu dị thú. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.